Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong hai ngày qua, bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza là nơi nóng nhất trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Israel cáo buộc Hamas đã thiết lập trung tâm chỉ huy ngầm bên trong cơ sở này, mặc dù Hamas bác bỏ. Quân đội Israel phủ nhận bao vây hay tấn công trực tiếp vào trung tâm y tế. Đồng thời, giới chức nói thêm rằng họ vẫn duy trì liên lạc với nhân viên của bệnh viện, cho phép dân thường và bệnh nhân đi lại an toàn. Đài phát thanh Israel đưa tin, quân đội nước này vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào về sự hiện diện của các con tin bị Hamas bắt giữ tại bệnh viện Al-Shifa lớn nhất dải Gaza. Theo đài phát thanh Israel, các lực lượng Israel đang tiếp tục lục soát bên trong tổ hợp bệnh viện Al-Shifa. Quân đội Israel đã cung cấp 300 lít nhiên liệu cho bệnh viện Al-Shifa hôm 12 tháng 11, nhưng Hamas đã không cho phép cơ sở chăm sóc sức khỏe này tiếp nhận. Trước đó một ngày, giám đốc bệnh viện Mohammad Abu Semia nói rằng cơ sở này đã bị mất điện. Quân đội Israel đã chia sẻ một đoạn ghi âm giữa một sĩ quan liên lạc của Israel và ông Abu Semia về việc bàn giao 37 lồng ấp, 4 máy thở và các thiết bị y tế quan trọng khác từ Israel cho bệnh viện. Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, bao gồm các đồng minh của Israel, Mỹ và EU, đang chỉ trích chiến dịch tấn công trên bộ của Tel Aviv. Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11.000 người Palestine. Tuần trước, Israel đã đồng ý tạm ngừng bắn cục bộ, kéo dài 4 giờ trên ngày trong cuộc tấn công ở dải Gaza. Các phương tiện truyền thông cho hay những đợt ngừng bắn này đã được thực hiện từ hôm 14 tháng 11, tạo điều kiện cho người Palestine sơ tán về phía Nam. Trên 800.000 trong số 1,1 triệu người Palestine từ phía Bắc Gaza đã sơ tán về phía Nam thông qua các hành lang an toàn do Israel thiết lập. Mặc dù giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 13 tháng 11 cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát dải Gaza, không có lực lượng Hamas nào còn khả năng ngăn chặn IDF. IDF đang tiến tới mọi khu vực, Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza, ông Gallant nói. Trong khi đó, tiến sĩ John Betta nhận định Israel mới chỉ giành được một nửa Gaza, không phải toàn bộ. Theo ông, lực lượng Hamas cũng rất hùng mạnh và đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc xung đột ở phía nam dải đất này. Ông John Betta lưu ý, Hamas đã chuẩn bị rất kỹ cho những kịch bản chiến tranh khốc liệt và lan rộng. Họ biết rằng Israel sẽ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ từ phía bắc, cố gắng giảm thiểu mối đe dọa tên lửa về phía Ashkelon và các vùng lãnh thổ khác của Israel. Ngoài ra, trong những giờ qua, Hamas đã phóng các đợt tên lửa mới, chứng minh khả năng tấn công Israel ngay cả khi bị bắn phá dữ dội và cuộc tấn công trên bộ ở dải đất này. Theo thông tin từ báo AFP, giám đốc bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza, Palestine, ông Mohammad Abu Samia vừa cho biết, bệnh viện Gaza chôn tập thể hàng chục bệnh nhân đã tử vong do bị bao vây và không đủ nhiên liệu duy trì hoạt động. Theo đó, ông Samija thông tin về việc này rằng chúng tôi buộc phải chôn họ trong một ngôi mộ tập thể. Ông Samija cũng cho biết thêm rằng 7 trẻ sơ sinh và 29 bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt nằm trong số những người đã tử vong sau khi bệnh viện hết nhiên liệu cho máy phát điện và được bệnh viện Gaza chôn tập thể. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mô tả bệnh viện lớn nhất dải Gaza, Al-Shifa, gần giống một nghĩa địa trong bối cảnh Israel tiếp tục cuộc tấn công tổ chức Hồi giáo Hamas. Báo chí quốc tế đã nhiều lần đề cập tới tình trạng thiếu điện và nhiên liệu dẫn tới việc bệnh viện không thể hoạt động. Đáng chú ý, hàng chục ngàn người có thể đang mắc kẹt tại Al-Shifa vì cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Bệnh viện này là tâm điểm cho các nỗ lực phản đối chiến tranh và gây áp lực lên Israel. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những diễn biến mới nhất ở Israel và dải Gaza. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những nỗ lực đảm bảo việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có nhiều trẻ em và một số công dân Mỹ. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được thỏa thuận với Hamas để trả tự do cho các con tin bị lực lượng này bắt giữ. Ông cho biết Mỹ đang tích cực làm việc với các bên liên quan đến vấn đề này. Trong đó, 240 con tin bị Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua có 9 người Mỹ. Nhà Trắng thông báo, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Biden kiêm điều phối viên của Mỹ về Trung Đông và Bắc Phi, ông Brett McGood,
sẽ tới khu vực này để hội đàm với các quan chức ở Israel, bờ Tây Qatar, Saudi Arabia và các quốc gia khác. Tại Israel, ông Markus dự kiến thảo luận về nhu cầu an ninh của Israel, sự cấp thiết của việc bảo vệ dân thường, cũng như những nỗ lực giải cứu con tin. National News dẫn lời ông Netanyahu nói hôm 14 tháng 11 rằng Israel có kế hoạch rõ ràng. Trước hết, mục tiêu là chiến thắng tuyệt đối trước Hamas và trao trả các con tin. Những cuộc tấn công mạnh mẽ đang được thảo luận ở mặt trận phía bắc Israel. Israel cũng đang tấn công Hezbollah, nhưng Thủ tướng Israel chỉ thị cho quân đội phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Thủ tướng nói Hezbollah đừng thách thức Israel, đó sẽ là sai lầm lớn. Trước đó, hôm 3 tháng 11, ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo lực lượng này có thể leo thang giao tranh với Israel và để ngỏ mọi lựa chọn trên mặt trận Lebanon. Trong khi đó, Israel tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tấn công Hezbollah bất cứ lúc nào. Tel Aviv đã điều lực lượng tăng viện tới miền bắc Israel để ngăn khả năng Hezbollah mở đợt tấn công quy mô lớn, đồng thời yêu cầu người dân sống trong khu vực biên giới sơ tán. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, Hezbollah thường xuyên phóng tên lửa và nã súng cối vào miền bắc Israel, chủ yếu nhằm vào các cơ sở quân sự giáp biên giới. IDF sau đó đã pháo kích đáp trả vào các vị trí khai hỏa của đối phương. Không chỉ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên Hợp Quốc mà Nhà Trắng cho biết, ông Brett McCook, cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông và Bắc Phi sẽ đến thăm Bỉ, Israel, Bờ Tây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar và Jordan. Tại Israel, ông Markus sẽ thảo luận về nhu cầu an ninh của Israel, sự cấp thiết của việc bảo vệ dân thường trong quá trình hoạt động quân sự, cũng như những nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo việc thả con tin và sự cần thiết phải kiềm chế những người định cư cực đoan bạo lực ở Bờ Tây. Theo thông báo của Nhà Trắng, tại Bờ Tây, ông Markus sẽ thảo luận về sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với chính quyền Palestine và vai trò đại diện của chính quyền Palestine với người dân Palestine, trao đổi về thúc đẩy sự ổn định lâu dài ở cả Bờ Tây và Gaza. Bên cạnh đó, Belize, một nước Trung Phi thông báo đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel. Theo đó, Belize đã rút lại sự công nhận đối với đại sứ Israel tại nước này, đã đình chỉ các hoạt động tại lãnh sự quán của Belize ở Tel Aviv và lãnh sự quán Israel ở Belize. Belize cho biết lý do là vì Israel không ngừng ném bom bừa bãi vào Gaza và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở Gaza khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel. Trong tuyên bố, người phát ngôn của ông Guterres nêu rõ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp và thiệt hại nặng nề về người ở một số bệnh viện tại Gaza. Nhân danh nhân đạo, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Bên cạnh đó, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời cơ quan y tế do phong trào Hamas điều hành ở giải Gaza cho biết, cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã rút khỏi Gaza. Lãnh đạo cơ quan y tế nói trên, ông Muni Abbas nói, cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine và WHO không còn cung cấp dịch vụ ở giải Gaza nữa. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã nhượng bộ Israel và rời khỏi giải Gaza. Theo ông Abbas, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel đã lên tới 12.000 người và khoảng 30.000 người khác bị thương. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu dân thường Palestine ở các khu vực Sabra, Tel Ahawa và Zeitun gần thành phố Gaza phải sơ tán ngay về phía nam trước 16 giờ cùng ngày. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Trung tá Avishai Adri nêu rõ, IDF thông báo về sự cần thiết phải sơ tán khẩn cấp các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho các bạn. Qua tuyến đường Salah Adin đang được mở cho người đi bộ và ô tô đến 16 giờ để tới Wadi Gaza ở phía nam và các khu vực nhân đạo. Ở lại thành phố Gaza và khu vực lân cận sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm. Trong đêm qua, IDF đã huy động máy bay chiến đấu và tàu chiến tấn công hơn 200 mục tiêu trong giải Gaza. Dự kiến trong đêm nay, Israel tiếp tục đánh mạnh vào khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.